trình giới thiệu các trường tại Canada hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn thông tin về trường Vancouver School Paul. Đây là hội đồng giáo dục Vancouver, là một trong những hội đồng trường công lập lớn nhất ở miền Tây Canada, và hội đồng có tổng cộng là 18 trường trung học và 90 trường tiểu học trong số tổng là 56.000 học sinh. Và chương trình giáo dục quốc tế của hội đồng giáo dục tạo cơ hội cho sinh viên quốc tế được học cùng sinh của Canada. Và hội đồng giáo dục Canada thì có các chương trình giảng dạy Anh ngữ tại tất cả các trường trung học, đội ngũ cố vấn thì đa ngôn ngữ cho sinh viên quốc tế, và bên cạnh đó thì có chương trình homestay và gia đình người địa phương nồng ấm và thân thiện. Mỗi trường đều có các thư viện cũng như là phòng tập gym hay là một căng tin, y tá trường, các chuyên viên tư vấn luôn hỗ trợ và giúp đỡ sinh viên để sắp xếp các khóa học sao cho hợp lý cũng như là phương pháp học tập hiệu quả. Học sinh có cơ hội được trải nghiệm với nhiều môn học khác nhau trong các lĩnh vực như là về học thuật, nghệ thuật, ngôn ngữ hay là công nghệ thông tin. Về chương trình giảng dạy của trường thì trường giảng dạy từ chương trình mẫu giáo cho đến lớp 12 với tổng số học sinh đó là 56.000. Số học sinh quốc tế hiện tại là 1.200 sinh viên. Ngôn ngữ giảng dạy là bằng tiếng Anh và kỳ khai giảng là vào tháng 6 và tháng 9. Và để được đăng ký thủ tục nhập học của trường như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay đến công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ cũng như là thông tin về trường thì các bạn truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, Canada là một trong những nơi có môi trường sống tốt nhất thế giới, mức sống cao, môi trường hiếu khách, sạch đẹp, một nơi an toàn để học tập, một quốc gia công nghệ cao. Thì thực sự Canada là một điểm đến để du học, và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bạn Nguyễn Thụy Thanh Trúc, một du học sinh vừa đậu visa Canada. Xin chào Thanh Trúc. Thì Thanh Trúc có thể là giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em tên Nguyễn Thụy Thanh Trúc, em học trường trung học phổ thông Cần Duộc. Em vừa mới tốt nghiệp lớp 12 xong và đã nhận được visa du học Canada. Thì tại sao em lại chọn Canada du học mà không chọn nước khác? Dạ tại vì em có người thân ở bên Canada và ba mẹ em cũng yên tâm gửi gắm em qua bên du học, bên đó du học. Thì qua Canada em sẽ học ngành gì? Dạ em sẽ học ngành kế toán tại trường Sát Polytechnic. Thì tổng thời gian của em học bên đó để lấy bằng đại học là hết bao nhiêu năm? Dạ em học 1 năm Anh văn và 4 năm học chuyên ngành. Sau 5 năm em sẽ nhận được bằng đại học tại trường. Thì cái dự định của em sau khi có bằng đại học tại Canada thì như thế nào? Dạ em sẽ quay lại Việt Nam và sẽ phụ giúp cho chú em, bởi vì chú em có công ty chuyên phân phối và sản xuất hạt điều tại Việt Nam. Thì qua đâu em biết được công ty Tân Đại Dương? Dạ em tìm hiểu qua trên Facebook và em đã inbox cho tư vấn viên của công ty. Em có đến công ty và gặp chị Quỳnh. Theo nguyện vọng của em là học ngành kế toán, chị Quỳnh đã đưa cho em trường tại Canada. Và sau 2 tiếng em với chị Quỳnh trao đổi với nhau thì em đã chọn được trường Sát Polytechnic. Các anh chị tư vấn cho em rất là nhiệt tình, nhất là chị Quỳnh. Thì một lần nữa thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Thanh Trúc đã góp mặt trong chương trình chia sẻ hôm nay. Tân Đại Dương xin chúc cho em qua Canada học tập thật tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Xin chào em. Dạ.